và tùy theo giá thành của mình nữa. Đó, mọi người có thể tham khảo mua trên các sàn thương mại điện tử rất là nhiều nha. Mọi người có thể search ra cái bộ Lego, nó ra rất là nhiều nha mọi người. Đủ mẫu mã sản phẩm cho mình lựa chọn nha. Rất nhiều các sản phẩm. Mình chỉ việc là mình lựa có sản phẩm của mình thích thôi nha mọi người. Mình quay mặt sau cho mọi người xem này. À, khi mình mua về đi sáng cái nó có, nó chỉ là có mảnh nhựa nhỏ nhỏ thôi, mình lắp ráp lại với nhau nha mọi người. Đây là mặt sau của nó này, nó và mọi người đừng có lo một vấn đề là mọi người không biết lắp ráp cho mọi người. Khi mọi người mua về á thì trong hộp nó sẽ có một tờ giấy hướng dẫn cho mình nha, lắp ráp nha mọi người, nên ai cũng có thể lắp ráp được nha mọi người, nên mọi người yên tâm về vấn đề đó. Ai nó sẽ từ một tờ giấy hướng dẫn chi tiết cho mình lắp ráp nha, thì mọi người đừng có sợ vấn đề không biết lắp ráp nha. Và mọi người đừng có sợ thiếu nha mọi người. Cái nhà sản xuất này, nhà sản xuất thì họ khi nào nó cũng làm dư cho mình thấy nha mọi người, chứ không bao giờ nó làm thiếu cho mình đâu. Mọi người đừng có lo về vấn đề đó nha mọi người. Đây là bộ Lego mình vừa lắp xong nha. Và mình khi mọi người là nhé, mọi người ở nhà có trẻ em đó thì mọi người có thể mua về là các mua về cho các bé ở nhà mình sử dụng nha mọi người, vì các bé thời nay mình thấy sử dụng điện thoại rất là nhiều nha, anh nó ảnh hưởng đến rất nhiều đến các cái quá học tập của bé này, ảnh hưởng tới gì đấy kiểu của bé này. Theo mọi người nếu mua cái sản phẩm này về thì nó có rất là tiện cho các bé ở nhà mình nha. Biết đâu các bé bỏ điện thoại, vì mình thấy các bé bây giờ sử dụng điện thoại rất là nhiều nha mọi người. Các bé sử dụng điện thoại rất là nhiều, nó ảnh hưởng đến cái quá học tập của các bé này, thậm chí nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của các bé luôn nha mọi người. Mình mua về để các bé nhà mình, biết đâu các bé nhà mình thích cái sản phẩm này. Và không chỉ con nít đâu nha mọi người, thì người lớn thì mình cũng thể có thể mua cái này để mình tham khảo, để mình giảm stress này, làm rảnh thời gian, có thời gian rảnh là mọi người mình làm có thể bộ này rất là hay. Đấy, khi mình làm xong thì mình có thể dùng để trang trí phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, các góc học tập của mình, có quốc tế cũng rất là hay nha mọi người. Đấy, nó có rất nhiều và công dụng khác nhau nha. Mình có thể làm tặng quà sinh nhật cho các bé cũng được này, đó mà cũng là một lý do để mình mua này. Ok, thì video của mình kết thúc tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay và nghĩa thì cho mình một like và chia sẻ đến cái kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Hẹn mọi người mình những video tiếp theo nha.